Hai anh em, bây giờ Elegai sẽ hướng dẫn anh em nha. Đây là các bạn làm thực hành nè. Mình sẽ dùng một cái cảm biến nha. Cái cảm biến này bạn đã học cái cách để bạn xác định ra nó là cái cảm biến là cảm biến BNB thường mở nha. Thì bạn sẽ sử dụng một cái nút nhấn này nha, để bạn ấn dừng và bạn kích cái relay này duy trì bằng cái sensor này nha. Đây là cái mặt điện. Đó, rồi tôi ok được rồi. Nhìn nhận được rồi. Rồi làm đi đẹp trai. Đây là sơ đồ nè các bạn. Đây đơn giản thôi đấy. Đơn giản nhưng mà không ít người biết làm, chứ không phải bạn nào biết làm đâu nha. Lúc mà mình mới học thì nó vậy đó, sau này mình giỏi rồi mấy cái này. Nó như muỗi không? Muỗi cắn à. Tập trung cái này. Không có gì thêm cái nào hết, tập trung vô chuyên môn. Đây, tôi hiện đây. Không có lộn xộn. Rồi thực hành đi. Nè các bạn, đây các bạn có một cái relay thời gian, xong mình sẽ làm một cái mặt về cái này nữa nếu mà có cơ hội. Đâu đi, không có cơ hội đâu mấy bạn ơi, không có bất cứ một cơ hội nào nữa đâu. Đây là Duy đẹp trai, học viên mới nhất nè, học viên online và offline, học tại chỗ luôn, một kèm một. Tao có chân là 13, 14 giới thiệu coi. 13. Đây chứ 13, chứ này 14. Nó có số hết à. Ok. Ok chưa? Có số nha. Nó có số, người cũng có số đúng không? Nhưng phải đấu đúng số à, đấu sai là không được à. Đúng số rồi gỡ cái này ra coi thôi, gì đâu căng. Rồi, hôm qua mãi sáng có người chỉ rồi. Đấy, 14 là dương rồi, 13 là âm. Rồi ok. Coi trên cạnh ý nghĩa, trên cạnh coi trên cái thiết bị nha, đừng coi trên cái đế nha, cái đế không có đâu. Dương. Rồi mày đang đấu chỗ nào trên cái mặt đây? Chị coi. Chỗ nào á? Đây. Chỗ nào? Đấu đâu? Đấu vô bụng bụng coi. Đây. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái ký hiệu của cái thiết điểm thường mở. À giờ tôi sai chưa? Cái này thường mở cái nào? 95. Tưởng thường mở là 95. Rồi. Cái nào 955 những cái số đó. Cái số chưa? Đấy được. Đây số 5 đây. Đây số 9 này. Đâu có nào được hết, bên đó không được, bên này không được, tùy. Đâu bên đây đi. Ừ, đâu nào tùy à. Ngoài cấm này hả? Đâu bên này cho đẹp. Đâu bên này đẹp hơn này. Đâu mà cho đẹp chứ, đâu bên này nó qua bên này khỏi, bên qua nó chéo dây thì xấu không? À, đâu là số mấy vậy? Dạ đây là số 5 anh ơi. Số 5 ok. Dạ. Dạ 5 qua 9 đúng không? Đúng rồi. Đâu đang cái này là cái này đúng không? Cái này chính là cái này đúng không? Đúng. Ok, sợi dây đi qua cái vào đây, là chỗ đây. Nha. Dạ. Tiếp tục mình làm, tiếp tục chỗ nào nữa. Xong rồi đi ra từ 5. Bỏ cái gì mình đâu sai đâu. Tao đi. Cái này vừa chém gió vừa học nha anh em, chứ không phải là vừa chém gió mà vừa học. Chứ tao lao đâu, anh học là vừa chấm gió mà vừa biết á. Học có chắc chắn mà tốn thời gian là đừng một vì một chút nông nổi mà bỏ qua những cái đoạn hấp dẫn. Lúc mình cái tour qua nhanh quá, mình lúc người ta hạch trị mình không biết. Không ai mà đặt trị từ đầu đâu, người ta sẽ trị ở trong giữa đoạn video hoặc cuối đoạn video. Thấy không, nếu mà tour nhanh quá là không biết gì hết. Coi như khỏi coi đi, tắt luôn cho nó khỏe. Để em đấu đâu. Đâu cho đâu. Đấu vô, cuốn. Đấu dùng coi luôn đúng không? Phải từ đây không? Phải cái chỗ này không? Đúng rồi. Cái này cái vô đâu? Vô coi. Coi. Vô coi trên số mấy? Trên số 14. Đúng. Tại sao nó dương đúng không? Tại vì nó dương. Đúng không? Đâu? Rồi, tiếp tục một cái công đoạn quan trọng nữa. Đấy, mình xong cái công đoạn nữa thôi. Được chưa? Rồi. Bây giờ xong rồi chưa? Rồi, còn cái gì nữa? Một cái điểm này. Nó hoàn thiện này luôn đi. Còn cái gì đấu hoàn thiện nó cái gì tước dài đó đi đúng không, để dòng được rồi, ok rồi 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 chân gì á, chân số 13 là gì? Âm. Người ta quy ước là dây màu xanh dương á là âm, rồi. Dây màu nâu á là dương nha, nó quy ước ở trong IEC đó. Được chưa? Rồi còn thiếu gì nữa, giờ chạy được chưa, chạy được không? Không chạy được đâu, chạy được cái mặt này nó hờ sao chạy, cần một cái gì nữa
con này. Đây là anh em giờ đến cái bước quan trọng nhất này, mình đấu vô cái cảm biến sẽ đấu sao đập trái, nói các bạn có biết không, đấu sao? Cảm biến đấu sao? Trước tiên phải làm sao? Việc đầu tiên á, việc đầu tiên là cấp nguồn cho nó, đúng không? Đúng rồi. Cấp nguồn đấy. Cái này cấp nguồn cho nào? Nguồn cho này. Chỗ nào? Cấp trong cái nút nhấn này, cho nào là nguồn? Cấp ở đâu? Cấp ở chỗ đấy. Cấp ở chỗ này, trên cùng này. Tháo ra đổ vô. Con này mình tước dài vậy làm nó ngắn quá, phải không? Rồi đổ vô nhé cho. Rồi tiếp tục đi. Rồi cái này đấu đâu? Kéo dài nè. Rồi kéo dài ra. Rồi đấu vào đâu? Cái này đấu vào đâu? Đúng chính xác. Chính xác luôn. Đấu vô. Anh Dũng anh. Rồi ok, đã giờ đâu chân số 10 đấu vô chung chân số 13 phải không? Đúng rồi. Ok. Rồi. Bước quan trọng nhất. Rồi. Cái kia còn lại đâu? Màu đen. Màu đen chân số mấy? Đang vô chân 2 tầng. Đây bây giờ số mấy? Chân số 10, 14, đúng không? Ờ, thấy chưa? Mười bốn em nha. Nửa động này là sức này. Nha, đây giống sơ đồ nè. Nha, có sơ đồ là cứ chơi thôi, mình vẽ đơn giản thôi. Đừng có nghĩ nó màu mè không quan trọng, quan trọng là kết quả. Xong chưa? Rồi. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ test thôi, bật lên, bật cắm nguồn vô. Anh em nhớ là đừng có cắm nguồn trước nha, mình làm xong rồi mình mới cắm nguồn cho an toàn. Ok, bây giờ, cái này là có tính năng là dừng đúng không? Cái này là hoạt động, giờ làm sao để hoạt động? Bây giờ này, lấy thử vô, từ. Sáng chưa? Lấy bút đi. Rồi, ok, bấm dừng đi. Đúng chưa? Nè, thấy chưa? Rồi. Rồi, ok, vậy là anh em đã học được một cái mạch duy trì rờ lê kiến dùng cảm biến. Ha, à, đây là cảm biến BNB thường mở ở đây, trên sơ đồ nó đây. Đơn giản thôi, anh em đừng có nghĩ nó, đừng có nói đúng sai đẹp xấu đấy nhá, không có chuyện đó. Anh em muốn tiêu chuẩn gì cứ thế vô. Giờ K là anh em muốn tiêu chuẩn gì em thế vô. Dạ. Thay vì anh em thấy đặc biệt là đây đâu có cái nút nhấn đúng không? Mình sẽ dùng sensor cái cảm biến, mình thay cái nút nhấn. Và nó đã làm việc chính xác, đúng không anh Duy? Đúng không? Đây là cái mặt khi hoàn thành này, đúng không? Hoàn thành. Các bạn muốn coi lại thì bạn coi lại từ đầu nhá. Đây là cái nguồn mà đấu vào đây này. Các bạn phải đấu nguồn cảm biến, muốn làm việc phải đấu nguồn nhá, đấu nguồn vào đây. Bạn phải đấu nguồn trực tiếp vào cái nguồn chính của nó luôn, ha. Và những cái mặt kia bạn đấu theo cái sơ đồ này. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi chào đi đẹp trai.